Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bán ngọc dành cho lửa bố đi top. Thì khi chơi lửa bố mùa này á, thì chủ yếu á, thì mình cũng lên cũng gần giống như mùa trước đó mọi người. Nhưng mà phiên bản mới vừa cập nhật lại á, thì mình sẽ lên cho lửa bố cái một viên cái tỷ lệ chí mạng ở ngọc đỏ á. Thì bắt buộc mình phải lên chỗ một viên tỷ lệ chí mạng nha. Và cái bằng ngọc tím á, thì mình cũng lên cho lửa bố thêm 2 viên công vật lý và tốc chạy. Thay vì lúc trước mình lên 10 viên tốc đánh tốc chạy, bây giờ mình sẽ lên 8 viên thôi. Thì thứ nhất ở lứa bố là mùa này mình sẽ lên cho nó thêm là công vật lý và tỷ lệ chí mạng, nên là mình cái đa của lứa bố mùa này nó mạnh hơn đó mọi người. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ nha. Thì khi chơi lứa bố mình sẽ lên là công vật lý cộng 30,2, tỷ lệ chí mạng là cộng 1,6%, xuyên giáp là cộng 96,4, tốc chạy là cộng 10% và tốc đánh là cộng 8% nha. Đây là cái bán ngọc lứa bố đi top. Thì sau đây mình sẽ đi vào bán ngọc nha. Thì đối với 10 viên ngọc đỏ thì mình sẽ lên cho vị tướng lứa bố một viên tỷ lệ chí mạng là 1,6%, 9 viên còn lại thì mình sẽ lên là công vật lý và xiên giáp nha mọi người. Công vật lý là cộng 2, xiên giáp là cộng 3,6, mình sẽ lên 9 viên, một viên là lên tỷ lệ chí mạng là 1,6%. Còn về ngọc xanh thì mình sẽ lên công vật lý và xiên giáp nha. Công vật lý là cộng 0,9, xiên giáp là cộng 6,4, mình cũng lên 10 viên cho lứa bố luôn. Tiếp theo là 10 viên ngọc đỏ, sẽ ghi mọi người nha, 10 viên ngọc tím. Thì 10 viên ngọc tím mình sẽ lên cho lửa bố 2 viên công vật lý và tốc chạy. Công vật lý là cộng 1,6, tốc chạy là cộng 1%, mình sẽ lên là 2 viên. 8 viên còn lại mình sẽ ưu tiên lên cho tốc đánh và tốc chạy nha. Thì tại sao mình lại lên tốc đánh và tốc chạy 10 viên ngọc tím ở 8 viên á? Thì đơn giản thôi, tại vì cái lửa bố á, đây là vị tướng mà đi top, đi đường là thẳng mọi người. Ham nó nhanh nhanh lên vàng lắm, nó mau lên vàng, nên là vị tướng này á mình lên nó đánh chạy để mà cho nó đảo lên, nó đảo lên liên tục để mà nó hỗ trợ đồng đội nha. Tại vì lên được 8% tốc chạy và 2 viên công là tí tốc chạy nữa thì mình được 1% rồi, tốc đánh thì được 8%, thì nó rất là nhanh nha. Bây giờ khi lên sao ngọc thì nó có nè, tốc chạy là 10% và tốc đánh là 8%, thì vị tướng này nó sẽ đảo lên rất là dễ dàng để mà hỗ trợ đồng đội, nó sẽ chơi tốt hơn so với mình lên 10 viên là công vật lý và tốc chạy nha mọi người. Còn về cái phần trang bị với lứa bố á, thì khi cái bản ngọc này là mình sẽ lên chung cái trang bị hũ nha mọi người. Tại vì dành cho những bạn mà đi top á, thì lứa bố lúc nào nó cũng hổ báo vậy đó, mình lên hũ mình chơi sẽ tốt hơn là so với lên công nha. Lên công máu nó rất là mỏng. Thì sau đây mình sẽ lên hũ. Đầu tiên thì một á, thường thường á là mình lên cây thương siêu phá trước hoặc là cái áo tròn thằng ga trước, nhưng mà bình thường mình lên cây thương siêu phá xong rồi tới chiếc giày kiên cường nha. Đó, lúc này mình lên công, sau đó mình mới lên thủ. Lên thủ đó là chính là cái trò thằng ga, hoặc là mình sẽ gặp những vị tướng mà tóc đánh nó nhiều á, tóc đánh nó mạnh đó nha, thì mình lên cái khiên quyền thoại để mà giảm tóc đánh lên cặn luôn. Còn cái món tiếp theo á, thì mình sẽ lên cái giáp kia A, hoặc là mình sẽ lên một món thủ. Giáp kia A cũng thủ, hoặc là thủ là chân choi nếu mà tem bảo thì sát thương cao, nhưng mà cũng tùy vào tem nha. Còn nếu mà gặp tem bạn á, tem bạn mà nó siêu hồi máu á, mà mình đi solo đó mà nó hồi máu nhiều quá đó, thì mình lên cây đao chi hồn để mà giảm hồi máu. Mình là mình hồi máu nhiều rồi, đa số là các vị tướng khác nó sẽ lên cây đao chi hồn để mà giảm hồi máu mình nha. Đó, còn mình sẽ lên, mình thấy tem bạn mà mình không lên chân trôi á, mình lên cái món này để khắc phù thủy nha. Gặp cái vị tướng như là Natalia đó bạn, nó phụ nó là phù thủy á, trâu nó thương cao lắm, nó mà mạnh một cái là mình lên này đi, mình thủ một cái là khắc nó khỏi chơi luôn. Tiếp theo mình lên cái giác không mệnh, cuối cùng thì lên giáp khốn khổ, mà nhưng mà đừng lên giáp khổ mọi người, lên cái kia nó chuyện nha. Tại vì lứa bố chơi giáp khốn khổ đánh không êm như một số vị tướng AD đâu, đặc biệt là lửa đòn với mà đấu sĩ ít khi mình lên giáp khốn khổ, giáp họ mệt lắm, sống lại cũng chết à, nó bắt mình hết trơn à, nên là mình lên thủ trước đi hoặc là lên công luôn. Còn về cái phần phù hiệu á, thì lứa bố mùa này á, mình sẽ chọn cái đấu khí mọi người, mình chọn cái sát thương kéo dài chứ mình không chọn cái giảm hồi nữa. Ở dưới đây thì mình cái nhánh mình chọn cái hồi giảm hồi nè, nó vị tướng này chọn cái đấu khí thì lúc này á nó sẽ hồi máu nhiều. Rồi, cái phần chia sẻ về bản ngọc lứa bố đến đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.